Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của em ha. Thì hôm nay em buổi tối hôm nay em cho máy nó chạy cái làm cửa nè mọi người. Thì trong mấy clip trước á, thì có nhiều bạn kêu mình làm video hướng dẫn lập trình máy á. Thì nói chung mình cũng không có thời gian nhiều nữa, với lại mình cũng không có gành gì máy nữa. Thì nói chung làm video hướng dẫn thì phải biết chi tiết này nọ với tiếng Anh này nọ đồ thì nói nó dễ hơn. Thì mình chỉ biết làm được thôi. Thì hôm nay mình cho máy nó chạy cái làm cửa này, mình sẽ dựng máy quay lại cái lúc mình xuất file á. Thì cho mọi người xem tham khảo. Tại vì mình cũng không có gành gì nhiều, nhưng mà nếu mà làm video hướng dẫn á, thì cũng có nhiều người comment vô thì nói chuyện nó cũng khó nghe lắm mọi người. Thì mình chỉ quay lại chia sẻ cái cách mình làm file cho mọi người xem tham khảo thôi. Thì mọi người xem video có gì thì mọi người cứ comment bên dưới video đi, rồi mình sẽ trả lời ha. Thì mọi người xem video nếu hay thì like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của em ha. Rồi bây giờ em sẽ đi làm file và cho máy nó chạy cho mọi người xem ha. Thì cái miếng gỗ này, cái phạm vi mình chạy là nó từ đây qua đây là nó 27, chiều dài hết miếng dán này thì nó là 103, là 103 phân ấy mọi người. Thì này em lấy tâm ở giữa nè. Thì để em dựng máy quay em làm file cho mọi người xem tham khảo ha. Tại vì trong mấy clip trước thì em chỉ quay cái cách mà em cho máy nó chạy thôi, như đặt gỗ như thế nào rồi lấy tâm ở đâu thôi. Còn cái này thì em sẽ xuất file rồi cho máy nó chạy luôn cho mọi người xem. Thì bây giờ thì cái miếng gỗ này thì em đã căn chỉnh xong rồi. Thì nhìn xuất file ra thì mình chỉ bấm máy cho nó chạy thôi. Thì mọi người xem video nếu thấy hay thì like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của em ha.